đưa mọi người đi xem cái lô đất ở thôn An Ninh Diên An nhé. Chỉ 7,3 triệu m² thôi, rất đẹp lắm. Đây là trục đường vào thôn An Ninh mọi người nhé. Đây là cái mùa thu hoạch lúa rồi, đang đi bắt chuột đấy. Lúa chín thì vừa mới thu hoạch xong và đón Tết. Đây là quê, quê rất là yên bình mọi người nhá, đẹp. Chúng ta đi từ đại lộ Võ Văn Giáp vào khoảng hơn 200 m thì gặp một ngã tư này, chúng ta cua tay trái mọi người nhá. Đường lên xã và đường voi mỏ rồi nhá. Xe máy đi rất là tốt, không có vấn đề gì cả. Rồi. Chúng ta vào thì sẽ gặp cái đường tổng 2. Đây. Đường xe ô tô vào tận nơi luôn, rất là tiện mọi người nhá. Ok. Rồi đến tổng 2 chúng ta sẽ gặp một cái ngã ba, chúng ta cụt tay trái đến đất luôn. Đây, đây là cái vị trí đất mọi người nhé. Xung quanh thì nhà cửa cũng đông vui rồi. Bây giờ có những ngôi nhà cũng đang xây dựng rồi. Để đón Tết nè. Đây, đất của mình là 2 lô đất này. Đây, có đây là 12 m thì chia thành 2 lô đất mọi người nhé. Đất này là hướng nam hết luôn. Bên kia bên chỗ chiếc xe máy cày kìa là có một cái khu phân lô khác của một chỗ đầu tư khác. Đây cái đường này thì chúng ta không được đi chung đâu, ta nếu ấy chúng ta chỉ chỗ cửa sổ thôi mọi người nhé. Đây họ phân lô cũng khá là đẹp. Còn đây là cái hiện trạng lô đất của mình, một lô là 100 m và một lô là 113 m. Thì giá bán là 7,3 triệu m². Được không? Ôi, cũng đẹp luôn. Đây đường ra này. Rồi thì ô tô đi lọt mọi người nhé, không vấn đề gì cả. Ok, quý anh chị nào có nhu cầu đi xem mua đất ở thôn An Ninh Diên An thì vui lòng liên hệ số điện thoại trong cái phần mô tả bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video